Rồi, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chúng ta cài cái driver wifi của con Gorder 2366 đây đất đây anh em. Rồi bây giờ chúng ta mở cái file này lên ha. Anh em tải cái driver full luôn nha anh em cho chắc ăn ha. Thì chúng ta mở cái file setup lên. Chúng ta chọn Việt Nam ha. Các bạn nào thích tiếng Anh thì chọn tiếng Anh. Rồi, chúng ta chọn cái dòng cuối cùng nha. Rồi mình không xe thì mình không chọn, mình chọn dòng đầu. Rồi chúng ta chọn dòng thứ hai nha anh em. Rồi nó kêu mình kết nối cáp, mình có kết nối cáp rồi, mình sẽ chọn cái dòng trên. Rồi, chắc vô đây. Chọn tiếp tục. Rồi, tới đây mình kết nối cáp lại nha anh em. Rồi. Rồi, tới dòng này cái máy anh nó sẽ tìm kiếm cái wifi của mình. Rồi, các bạn chọn wifi của các bạn nha. Rồi chúng ta nhập mật khẩu vô. Rồi, chúng ta rút dây sợi dây cáp mấy anh ra nha anh em. Rồi, bấm tiếp tục. Rồi, nó đã tìm thấy cái mấy anh rồi. Bấm tiếp tục luôn. Rồi, bây giờ cái bóng đèn của cái wifi nó đã sáng lên rồi anh em. Vậy là kết nối được rồi ha. Bây giờ mình in thử cho anh em xem nha. Đây mình quay một tay, mình làm một tay cho nên là nó không có ok, cho mấy anh em thông cảm nha. Đây mình đã gứt cáp rồi nha. Rồi, nó đã nhận lệnh này.
Rồi, như vậy là đã thành công rồi anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Chào tạm biệt anh em.